Bây giờ nha, điện lưới này, bên em có cung cấp máy test lọc nhiễu, máy test lọc nhiễu điện. Đấy, thì đấy là cái máy. Bây giờ em sẽ test điện lưới này, điện lưới để xem điện lưới bình thường nó kêu thế nào nhá. Đấy, điện lưới nó sôi này, volume này ở mức nhỏ nhất mà điện lưới đã kêu rồi. Đấy, điện lưới gần như là kêu, không còn gì để diễn tả nữa. Đấy, điện lưới nhá, em rút ra. Bây giờ em cắm lọc, bây giờ em cắm lọc vào. Đấy, đây là cái lọc đã được mốt, chỉ tận dụng bộ vỏ thôi, còn rất là đẹp, 10 lỗ luôn đã mốt. Bây giờ nhá, sau khi điện lưới vào lọc thì cắm máy xem nó lọc sạch không. Đây, im re luôn, vặn volume lên này, vặn volume hết cỡ luôn, lọc rất sạch, không nghe một cái gì. Đấy, thấy chưa, không nghe một cái gì. Đổi lại, để nguyên máy đấy mà cắm điện lưới vào này, thấy chưa, sôi ầm ầm chưa. Đó, nhưng qua lọc này không nghe một tiếng gì, im re luôn. Tăng volume lên hết cỡ vẫn không nghe gì cả, thấy chưa, tăng volume lên hết cỡ cũng không nghe cái gì. Thế mới gọi là giá trị của cái cục lọc đã được mốt, cục lọc đã được mốt này. Ok anh em nhá.